sóng kênh truyền hình chuyên biệt về gôn hàng đầu tại Việt Nam. Khán giả yêu môn thể thao gôn có cơ hội thưởng thức các chương trình tường thuật trực tiếp trên phát lại các giải đấu gôn lớn trong nước và quốc tế như Asian Tour, European Tour, Ryder Cup, Eurasia Cup và Golfing World. Bên cạnh đó, VTVCAB23 thường xuyên phát sóng các chương trình phổ biến kiến thức về môn thể thao gôn. Asian Tour là hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp duy nhất ở châu Á. Những người hâm mộ gôn tại Việt Nam chắc chắn không hề xa lạ với giải gôn chuyên nghiệp Hồ Tràm Players Championship 2018. European Tour là hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu dành cho Nam giới. Quy tụ 293 gôn thủ tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều gôn thủ thông qua hệ thống giải này đã khẳng định được tên tuổi của mình trên đấu trường gôn quốc tế. Ryder Cup là giải đấu đối kháng 2 năm một lần giữa các đội đến từ châu Âu và Mỹ và được đánh giá ở vị trí top 5 trong các giải gôn trên thế giới. Đây là một trong số những sự kiện gôn nổi bật trong năm, thu hút lên tới 500 triệu người xem trên 183 quốc gia. Tương tự như vậy, Eurasia Cup là giải đấu đối kháng quốc tế được tổ chức 2 năm một lần dành cho các gôn thủ đến từ châu Âu và châu Á. 10 gôn thủ đến từ châu Âu sẽ tranh tài cùng 10 gôn thủ đến từ châu Á xuyên suốt 3 ngày với nhiều tình huống kịch tính và gay cấn. Gôn Phinh Gôn là chương trình về gôn đặc biệt hấp dẫn và thú vị. Gôn Phinh Gôn cung cấp các thông tin tổng hợp các tin tức về gôn mới nhất hàng ngày cập nhật các giải đấu và các thứ hạng trên thế giới. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp các thông tin hậu trường của các tour chuyên nghiệp, phỏng vấn các gôn thủ chuyên nghiệp và các chương trình tài liệu về gôn. Với những thông tin đa chiều mang đầy màu sắc và luôn cập nhật về nội dung và hình thức thể hiện, chắc chắn thể thao gôn S sẽ thuyết phục khán giả từ nội dung đến hình thức thể hiện, sẽ là bức tranh đa sắc và tươi mới về tất cả các lĩnh vực của thể thao gôn trong nước và quốc tế được khán giả quan tâm. Hy vọng rằng với sự góp mặt của thể thao gôn S, Kênh số hiệu 199 trên hệ thống truyền hình MyTV, trong gói nội dung hơn 200 kênh truyền hình với 70 kênh HD của truyền hình MyTV thuộc các gói chất lượng cao sẽ mang tới sự hài lòng, thú vị cho khán giả hâm mộ thể thao gôn, là cầu nối giúp nhiều khán giả tiếp cận, tìm hiểu về sự phát triển ngày càng sâu rộng và lớn mạnh của môn thể thao này. Hiện tại, kênh VTV Cup 23 trên hệ thống truyền hình MyTV được áp dụng cho các gói cước SiverS, GoS, Nâng Cao, VIP để đăng ký lắp đặt. Khách hàng có thể gọi đến tổng đài 1800 1166 hoặc truy cập website http trên, trên MyTV.com Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.